Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức Ngọc Lan Thanh Bình lên đường đi nghỉ ở Mỹ. Đôi vợ chồng mặt tông xẹt tông trắng hạnh phúc nắm tay nhau ra sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 30 tháng 8. Sau lễ đính hôn, Ngọc Lan và Thanh Bình quyết định gác lại mọi công việc, cùng nhau đi du lịch ở Mỹ. Mẹ Ngọc Lan và một người bạn thân ra sân bay tiễn hai vợ chồng. Cặp đôi diện trang phục tông xẹt tông trắng giản dị, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc. Thanh Bình cười tươi ôm tạm biệt mẹ vợ. Ngọc Lan nũng nịu nhảy lên bá cổ mẹ, đòi được bế như ngày còn nhỏ. Cô chia sẻ, mẹ luôn coi con gái hơn 30 tuổi như vẫn còn bé, dặn dò kỹ lưỡng từng chuyện nhỏ nhặt. Cặp đôi sẽ sang Mỹ du lịch khoảng 2 tuần, sau đó về nước tiếp tục các dự án nghệ thuật. Họ vừa được mời đóng chung một bộ phim truyền hình. Ngọc Lan nhí nhảnh chu mô chụp ảnh kỷ niệm cùng ông xã Thanh Bình và người bạn. Kiều nữ quấn quýt không rời bên chồng yêu, cô mang theo cả gói gài cổ để đỡ mỏi khi ngồi máy bay lâu. Bạn bè khán giả đều mừng cho Ngọc Lan, bởi sau những trắc trở trong tình cảm, cô đã tìm được bến đỗ bình yên cho mình. Thanh Bình chia sẻ, anh trân trọng Ngọc Lan và muốn là bờ vai vững chắc, bù đắp những vất vả cô đã phải chịu. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.